thoáng qua như một cốc trà. Các bạn thử chút cái các bạn ơi. Mà ở trong quán không còn đội mũ làm gì nữa. Ta lại bảo quán này nhà có dột đâu. Chuẩn bị cháu gà Singapore nhé. Món này ăn kèm cơm mà, kiếm chi à? Không như kiểu là thêm như vị khách Hàn ở đây. Bát rất là to để giữ nóng được ạ. Hương vị cô ba thổi để cho nó nguội này. Nhưng cô ba thổi xa quá, cái sức của con đã yếu rồi. Con thổi xa vậy thì bao giờ nó mới nguội được cháo. Raise your hand up.